xéo xéo Jay Sao, Quân Chương Kinh Production. Đã bao giờ bạn ngồi nhớ về một thời tuổi thơ, và có bao giờ bạn ngưng suy nghĩ về những điều mình ước mơ, điều mình chưa làm được, điều mình còn dang dở, điều mình khóc khi thấy hay điều mình cười khi mơ? Có phải chăng ước mơ của mỗi một người mỗi khác? Người mơ ước giàu sang, người ước mơ đạm bạc, nhưng riêng tôi lại khác, muốn chu du khắp thế gian, thân nguyện làm lãng khách chắp cánh bay khắp không gian. Tôi đã tìm đến củ âm, nơi mà tôi thuộc về, nơi có núi, nơi có sông, nơi có những đam mê, nơi có tình nghĩa phu thê và nơi có tình bạn đồng chí, nơi mọi người cùng chung suy nghĩ, xách vũ khí lên và đi. Nhưng rồi đến lúc phải xa nhau, xa nhau. Ta vẫn còn ở đây nhưng bạn bè của ta đâu, ta đâu. Ta vẫn mong vào sớm mai tất cả rồi sẽ trở lại. Củ âm này quá rộng lớn, hãy cùng nhau ta vượt qua. Dù thời gian có thể phủ phàng xóa nhà để tất cả, nhưng với củ âm thì khác. Những thứ đã trải qua, một thời tung hoành ngang dọc vẫn in sâu trong tâm trí, luôn mang theo những hồi ức đẹp dù ai có ra đi. Ta vẫn đứng lặng lẽ nơi nhà xác thành đô, dù năm tháng chi lý thăng trầm vẫn mong một ngày tái ngộ. Ta là ai, người là ai giữa thế gian rộng lớn, chỉ cần anh em bên cạnh cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Bữa tiệc nào cũng tàn, sắc ta đến đâu cũng nát. Người quay lưng bỏ lại ta dưới chiều mưa Tô Châu nặng hạt. Ta chỉ còn cô độc, nhìn từ người đi đi qua, nhìn thăng trầm cuộc sống kéo từ người đi đi xa. Và bây giờ nhìn lại không còn ai bên cạnh nữa, nhớ một thời anh em tung hoành vui vẻ như ngày xưa. Nhớ ban chiến truy sát lệnh dù là nắng hay là mưa, nhớ hái cây hay cướp sách nhưng bây giờ không còn nữa. Rồi đến hẹn lại lên, phiên bản mới lại về, muốn anh em trở lại giang hồ ta biết điều đó là không dễ. Đã sát cánh bên nhau một lần không gì là không thể, cùng nhau được cháy hết mình, có huynh đệ cùng đam mê. Siêu ngầu như huyết đau môn, lạnh nhược như cổ mộ, soái ca trường phong tiêu cục hay niệm La Bá Nam Nô, sẽ là những khoảnh khắc mà đam mê quay trở lại. Hãy cùng nhau một lần nữa, ta sẽ chờ bạn vào ngày mai. Dù thời gian có thể phủ phàng xóa nhòa đi tất cả, nhưng với củ âm thì khác. Những thứ đã trải qua, một thời tung hoành ngang dọc vẫn in sâu trong tâm trí, luôn mang theo những hồi ức đẹp dù ai có ra đi. Ta vẫn đứng lặng lẽ nơi nhà xác thành đô, dù năm tháng chia ly thăng trầm vẫn mong một ngày tái ngộ. Ta là ai, người là ai giữa thế gian rộng lớn, chỉ cần anh em bên cạnh cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Dù thời gian có thể phủ phàng xóa nhòa đi tất cả, nhưng với củ âm thì khác. Những thứ đã trải qua, một thời tung hoành ngang dọc vẫn in sâu trong tâm trí, luôn mang theo những hồi ức đẹp dù ai có ra đi. Ta vẫn đứng lặng lẽ nơi nhà xác thành đô, dù năm tháng chia ly thăng trầm vẫn mong một ngày tái ngộ. Ta là ai, người là ai giữa thế gian rộng lớn, chỉ cần anh em bên cạnh cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Sau tất cả mình lại về với củ âm.